Hi, xin chào anh em mình nha. Và ngày hôm nay thì Quyền có thông tin về cái mức giá của dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 và Samsung Galaxy A25. Thì ngày hôm nay thì Quyền sẽ gọi đến các bạn một video cập nhật giá và cũng như là review lại cấu hình về dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 và Samsung A25 tại thế động điện máy xanh. Xin mời các bạn cùng Quyền cùng nhau theo dõi video này nha. Thì đầu tiên thì Quyền xin mời các bạn hãy cùng Quyền cùng nhau tìm hiểu về mức giá của dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 trước các bạn nha. Samsung Galaxy A15 thì sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản 128GB với mức giá hiện tại được hãng công bố và cũng như là được đăng trên website thế động.com là 4.990.000 các bạn nha. 4.990.000 là phiên bản 128GB. Đó. Rồi, phiên bản 5G thì chúng ta sẽ có mức giá là 6.290.000 là dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 phiên bản 5G các bạn nha. Rồi, tiếp theo đến với phiên bản là Samsung Galaxy A25 phiên bản 5G 8GB thì chúng ta sẽ mức giá là 6.990.000. Thì cái phiên bản ba phiên bản này thì Quyền muốn gửi đến các bạn cái mức giá và cũng như là Quyền sẽ nói về cái cấu hình. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái cấu hình của dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 các bạn nha, 128GB là sử dụng con chip là Helio G99. RAM 8 nè, bộ nhớ trong 128. Thì G99 anh em mình cũng đã biết là con chip này sẽ được trang bị trên dòng Samsung Galaxy A24 trước đó các bạn nha. Với màn hình là 650 inch. Theo hãng công bố là màn hình sẽ là màn hình Super AMOLED nên hiển thị màu sắc hình ảnh thì anh em cứ an tâm về cái mức hiển thị hình ảnh trên dòng điện thoại này. Và camera là chính là 50. Đó. Camera phụ là 5 và 2 pixel các bạn nha. Và cũng có chống rung là OIS luôn các bạn nha. Khá là tuyệt vời. Anh em nào làm vlog mà muốn có một dòng điện thoại giá rẻ thì đây là một chiếc điện thoại rất là đáng quan tâm, giữ mức giá dưới 5 triệu ha, A15 128GB. Máy sẽ trang bị camera selfie 13 chấm, cũng khá là hợp lý ha. Pin 5000 và sạc nhanh là 25W, quá là ok. Ba sản phẩm đều có pin 5000 và sạc nhanh là 25W luôn. Rồi, tiếp theo anh em mình sẽ đến với dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 phiên bản 5G thì sẽ được trang bị con chip hỗ trợ mạng 5G. Đó, là con chip của MediaTek Dimensity là 6100 Plus các bạn nha. RAM thì 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Màn hình cũng như vậy đó các bạn nha, cũng là màn hình 6.5 inch độ phân giải 5 Full HD Plus và cũng là tấm nền Super AMOLED của Samsung luôn nên là khá là sắc nét, khá là chân thật. Đây là con chip mới các bạn nha, nên đã hiệu năng cho ra chúng ta là không cần phải bàn rồi trong phân khúc giá này. Em muốn hỗ trợ mạng 5G cho anh em mình luôn. Bộ nhớ trong 128GB cũng có mở rộng thẻ nhớ ngoài nữa nên anh em mình có thể mở rộng thêm thẻ nhớ ha. Camera chính là 50, camera phụ là 5 và cam phụ thứ hai là 2 pixel, đáp ứng cho anh em mình chụp nhiều thể loại ảnh ha. Camera selfie cũng là camera 13 chấm anh em mình nha, 13 chấm cũng khá là ok và hợp lý ha. Pin 5000 sạc nhanh là 25W. Rồi cuối cùng sẽ là dòng điện thoại Samsung Galaxy A25 8GB. Mức giá hiện tại là 6.990.000 anh em mình nha. Đó, mức giá tham khảo nha. Và sử dụng con chip là Exynos 1280. Đó, đây là chip quá quen thuộc anh em mình rồi. Game 8 bộ nhớ trong 128. Và màn hình 6.5 inch với độ phân giải là Full HD Plus, cũng là tấm nền Super AMOLED các bạn nha. Đó. Camera chính là 50 và camera phụ có phần nâng cấp hơn so với A15 đó là 8 megapixel và camera phụ còn lại là 2 megapixel. Với camera selfie cũng là dạng hình giọt nước luôn các bạn nha. Đó. 13 phải sao. Pin 5000 sạc nhanh cũng là 25W. Đó, đây là ba dòng sản phẩm mới ra mắt của Samsung mà Quyền muốn thông tin đến các bạn về mức giá bán. Thì các bạn nào đang quan tâm đến từ phân khúc dưới giá dưới 7 triệu thì chúng ta có thể đợi cái dòng sản phẩm Samsung Galaxy A25 này ra mắt thì chúng ta có thể tham khảo trên tay để quyết định mua một dòng sản phẩm ha. Đó. Có thể đây là một dòng sản phẩm mang lại sự trải nghiệm tuyệt vời cho bạn thì sao? Thì các bạn nào đang quan tâm vào sản phẩm Samsung Galaxy A15, A25 thì có thể đến ngay thế động điện máy xanh các bạn nha, gần nhất để chúng ta có thể tham khảo thêm khi mà có hàng về các bạn nha. Hiện tại thì chưa có. Đó. Thì các bạn nào ở khu vực Cầu Kè thì có thể đến ngay điện máy xanh Cầu Kè, ở khu vực khác có thể đến ngay thế động điện máy xanh. Đó. Các mong video này sẽ mang lại hỗ trợ cho các bạn, giúp các bạn có một video cập nhật thông tin về dòng điện thoại A15 và A25. Đó. Thấy video hữu ích đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.